À, chúng ta tiếp tục hoàn thành test số 2 của bài số 3. Câu số 1. Chúng ta lại gặp tiếp câu ước. Bây giờ chúng ta quan sát nè, quá khứ nè, tương lai nè, hiện tại nè. Chúng ta chọn quá khứ giả định. Câu số 2. Câu ước. Lại tiếp câu ước, hiện tại, quá khứ, tương lai, chọn quá khứ. Câu số 3. Cũng lại câu ước nữa. Quá khứ giả định, hiện tại, tương lai, chúng ta chọn quá khứ. Câu số 3, cũng câu ước tiếp, quá khứ. Câu số 4, lại câu ước nữa, hiện tại, quá khứ giả định, tương lai, chúng ta chọn ngược về, tương lai, quá khứ giả định, want. Câu số 6, wish, lại câu ước tiếp, rồi, hiện tại, quá khứ. Câu số 7, cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn của C, quá khứ, hiện tại. Câu số 8, quá khứ gia đình, good. Câu số 9, câu 9 là cái này gọi là liên từ, có tên tiếng Anh là conjunction hoặc là connected. Thì gặp dạng bài này chúng ta dịch nghĩa thôi. Họ thức dậy rất trễ, họ đã lỡ xe lỡ, tiếng xe lỡ. Thì bây giờ chúng ta dịch nghĩa nhân từ như thế nào? Và, nhưng, vì vậy. Thì chúng ta thế từ từ vào. Và, nhưng, vì vậy. Thì chúng ta thấy là vì vậy nó ông thở hơn. Câu số 1. Những học sinh ở trong lớp khối 9 học rất là chăm chỉ. Ở câu sau, họ thi đậu dễ dàng. Vì vậy, nhưng và chúng ta chọn vì vậy. Vì học giỏi chăm cho nên mới thi đậu. Câu số 11. Họ thường đi đến cái nơi nào đó để cầu nguyện. Chúng ta coi những nơi nào để cầu nguyện được. A. Chợ, hotel, khách sạn, shrine, đền miếu. Đền miếu là thỏa mãn, thích hợp. Rồi câu số 12. Dựa vào chữ student thì các em đã học rồi, du học sinh thì người ta chọn là exchange student. Câu số 13. Are you a stamp? Stamp collector có nghĩa là người sưu tầm tem. Câu này collection là bộ sưu tập tem. Bạn có phải là bộ sưu tập tem không? Hợp lý. Ở đây dùng động từ collect. Này là mạo từ ơn đến cái từ đứng trước một cái danh từ. Đây phía sau này phải danh từ, còn đây là động từ không có thích hợp. Vì chúng ta chọn collector là danh từ chỉ người sưu tầm tem. Câu số 14. Jesus và cô đang gặm cỏ ở trên đồng cỏ. Meadows, the river, rồi sông, bridge, cầu, không hợp lý của C. Câu số 15. Đi đến làng là một cái chuyến đi rất thú vị. Chuyến đi này á là chỉ cái sự vật, và sự vật này nó làm cho mình thú vị, cho nên chúng ta chọn với chọn tính từ có cái đuôi in. Còn chứ nếu chúng ta mà bị nó là bị thu hút, mình thấy nó mà mình cuốn hút theo là mình bị tác động, cho nên là mình sẽ chọn tính từ này. Trong trường hợp này đây là chỉ sự vật, sự vật này nó gây cho mình hứng thú, cho nên chọn interesting. Câu số 16. Thời tiết thì đẹp, chúng ta sẽ leo núi. Và leo núi thì chúng ta chọn động từ là climb. Travel là du lịch, go là đi. Câu số 7 là làng của tôi nằm ở gần chân núi và gần con sông. Chân núi thì chúng ta dùng foot, lát là cẳng chân, còn feet là số nhiều của foot. Câu 18. Anh ấy được xem như là một cái người gì vĩ đại của đất nước. Như vậy xem cần anh ấy nè, heroes là một trong những, một trong những là một
Rồi phía sau này là danh từ số nhiều. Heroes là anh hùng mà đàn ông á. Còn heroine anh hùng nữ. Còn heroines là số nhiều. Số nhiều. Thế vậy á, anh ta là anh hùng mà đàn ông cho nên chúng ta chọn heroes. Rồi câu số 9. Bạn nghĩ gì về cái gì đồng xu? Vậy giờ chúng ta chọn coi collect là động từ là sưu tầm, collector người sưu tầm, collection là bộ sưu tầm. Thế thì chúng ta chọn là bộ sưu tầm, bộ sưu tầm tem, à, bộ sưu tầm đồng xu. Rồi có số 20. Bây giờ đúng đến là bamboo. Bamboo thì người ta dùng là lý tre, người ta dùng là bamboo forest. À, thì chúng ta đã hoàn thành xong test số 20, test số 2 của Unit 3. À, các em hãy nghiên cứu cực kỹ cho kỹ là phần này, từ từ liên quan đến bài số 3.